Bản cập nhật 10.3 vừa phát hành, chúng tôi đã thêm vài tính năng thú vị và thuận tiện để kết thúc mùa giải, gồm tính năng về lựa chọn âm thanh vũ khí mà người hâm mộ vốn yêu thích từ lâu. Cả vài cách mới để ăn mừng cùng đồng đội, hãy cùng khám phá nào. Trước hết, âm thanh vũ khí trong PUBG từ lâu đã là chủ đề tranh cãi, nên chúng tôi nhắm tới cải thiện âm thanh của một số vũ khí nhất định trong game. Với hệ thống lựa chọn âm thanh vũ khí mới, bạn sẽ là người quyết định. Các vũ khí nhất định được cập nhật phần âm thanh giờ có thể chuyển đổi giữa các hiệu ứng âm thanh mới cập nhật và các âm thanh sẵn có. Tiếp theo, chúng tôi đã thiết kế cách mới để bạn và đồng đội ăn mừng cùng nhau với biểu cảm đội mới. Khi sử dụng các biểu cảm này, sẽ có đến 3 đồng đội đứng gần bạn cùng phối hợp để thể hiện phong cách. Có hạn chế ở thời điểm sử dụng biểu cảm, nên hãy nhớ kiểm tra patch note để biết thêm chi tiết. Bản patch này cũng có một số cải tiến, bao gồm chỉnh ánh sáng ở Karakin, sửa lỗi Heaven và một số cải tiến hiệu suất cho PC cấp thấp. Một số cải tiến trực quan cho G-Coin trong cửa hàng, bạn cũng có thể xem thêm chi tiết và tất cả những điều khác trong patch note. Mùa giải 10 sắp hạ màn, nhưng vẫn còn thời gian để trải nghiệm đường phố ở Heaven trước khi mùa giải kết thúc. Hãy tập hợp đồng đội, đăng nhập và tham gia chiến trường. Mùa giải 10 đã phát hành.